Kinh Kim Cang Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói: Bố thí bảy báu đại thiên thế giới, công đức không bằng nói cho người nghe bốn câu kệ. Bạn vì người diễn nói bốn câu kệ, chính là tùy tiện nói bốn câu kệ nào đó trên Kinh Kim Cang. Công đức này vượt qua những bố thí thông thường, vượt qua cả bố thí bảy báu của đại thiên thế giới. Thật có công đức lớn đến như vậy sao? Tôi không tin tưởng. Không những tôi không tin tưởng mà không có người nào tin. Bạn xem qua trong xã hội ngày nay, tu một ít tài bố thí, làm một ít việc từ thiện thì báo chí, tạp chí, truyền hình đều tán dương. Bạn đi ra bên ngoài là người đại thiện, không ai mà không tán thán bạn. Bạn ở nơi đây bố thí pháp, đừng nói bốn câu kệ, bạn giảng hết một bộ kinh này, khi đi ra ngoài cũng không có ai biết bạn, không ai cung kính bạn, ai mà xem trọng bạn chứ? Bạn có công đức gì? Bạn đối với xã hội này có cống hiến gì chứ? Người thế gian chỉ xem sự tướng trước mắt, không hề xem thấy nhân quả về sau. Sự việc này Phật tường tận, Phật thông suốt, lời Phật nói ngàn vạn lần chính xác, một chút cũng không sai. Vì sao vậy? Bố thí bảy báu của đại thiên thế giới là chỉ giải quyết được một ít khó khăn ở ngay trong đời sống trước mắt cho chúng sanh. Hay nói cách khác, họ đáng phải luân hồi thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó, đáng sanh tử thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó, không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể nói giải quyết được một chút vấn đề ở trên đời sống vật chất hiện tại này mà thôi. Họ không có chỗ ở, bạn xây phòng ốc cho họ. Họ không có cái ăn, bạn cúng dường cái ăn cho họ. Bạn chỉ giải quyết những khó khăn này cho họ. Thế nhưng nghe bốn câu kệ, thậm chí nghe một câu kinh Phật, bạn chỉ nghe được một câu thì một khi nghe qua tai, mãi mãi trồng căn lành, công đức này quyết định không hề tiêu mất. Phật dùng hạt giống kim cang này gieo vào trong a là gia thức của bạn. Ngay trong đời này, cho dù bạn không có được lợi ích, nhưng đời sau bạn gặp được Phật pháp, tiếp tục mà tu, tiếp tục mà thành tựu. Nếu đời sau không được lợi ích thì còn có đời sau nữa, thậm chí đến vô lượng kiếp sau sẽ có một ngày nhân duyên chín mùi. Nhờ vào nhân duyên bạn nghe kinh lần này, bạn liền siêu việt ba cõi, siêu việt 10 pháp giới, thành Phật làm tổ. Công đức lợi ích này tuyệt đối không phải là bảy báu của tam thiên đại thiên thế giới có thể so bì được. Đạo lý ở ngay chỗ này, Phật không hề nói sai sự thật. Cho nên tài bố thí không bằng pháp bố thí. Nếu chúng ta muốn tu công đức thù thắng thì nhất định phải tu pháp bố thí. Về pháp bố thí, tôi không biết giảng kinh thì làm sao tôi bố thí pháp? Tôi phải tu bằng cách nào? Bạn không biết giảng kinh nhưng bạn biết niệm A Di Đà Phật thì được rồi. Nếu bạn thật biết thì suốt ngày bạn bố thí pháp này không biết là cho bao nhiêu người. Khi nói chuyện với người, bạn nói A Di Đà Phật, đó là bạn bố thí pháp cho họ rồi. Hiện tại các vị ngày ngày không rời khỏi điện thoại, khi vừa cầm đến điện thoại thì A Di Đà Phật. Mỗi câu A Di Đà Phật gieo vào trong a là gia thức của đối phương, tương lai họ sẽ nhờ vào một câu A Di Đà Phật này vãng sanh bất thoái thành Phật. Nhân duyên thù thắng thì họ một đời này thành tựu. Nếu nhân duyên không thù thắng, hoặc là đời sau thành tựu, họ quyết định được đồ, nhất định vãng sanh.